cho con của Siro và Loki. Được. Siro. Này, này đứng chững đi rồi. Đứng chững đứng dậy đi rồi. Đấy. 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 À, rút ra đấy làm gì? Rút ra đây ngủ à? À, à. Đúng, rút ra đây ngủ rồi. Đây, cho nằm ở đây. Đấy. Được. Đúng ý chưa? Đúng ý rồi. Bởi vì cái đèn này nó đang với chúng nó là hơi nóng này, nhưng vẫn để đèn. Hôm nay thì vừa ti vừa ngủ, mồm vẫn ngậm ti đúng không? Đúng rồi. Nằm xuống đây. Được. Ừ, rồi rồi nằm đấy, nóng. Đã nằm đây nóng. Ừ. Xích vào đây, thì xích vào đây. Không nằm ở đây thì xích vào đây. Thôi, Siro yên, để chơi với con tí. Bây giờ là tin no rồi này. Khi no rồi là bây giờ làm gì thì làm đấy nè, miễn là làm sao đừng làm phiền tầng ngủ đấy. Thôi rồi, cứ giữ thế này là vẫn ngủ ngon luôn. À, giờ ăn no rồi là miễn làm sao đừng có làm phiền giấc ngủ là được. À, bế ở trên tay vẫn ngủ luôn nhá. Đấy. Ngủ luôn, há mồm ngủ luôn. À, giật mình nóng. Ok, cho em nằm ra đây em ngủ. À. Đấy. Còn hai đứa đang ti, còn con cái cũng no luôn rồi. Để lên trên đùi xem nó có nằm, nó có ngủ không. Để lên trên đùi này là nó hơi lạnh vì hôm nay nhiệt độ cũng hơi lạnh, xa cái ánh đèn là chúng nó sẽ bị lạnh. Em biết ngủ nè, ngủ 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 sợ. Không thoải mái bằng nằm ở bên dưới, nằm ở bên dưới vẫn thoải mái hơn. Đây, cho em nằm ở dưới.
sẽ tránh cái đèn ra một chút, tránh cái đèn ra một chút để làm đây, lùi lại đây. Rồi, ok, làm đây là vừa này, làm gần là bị nóng. Xem nó né đi đâu. Đây, ổn định chỗ nằm của chúng nó đây. Nằm ở đây hơi lạnh, nằm ở đây. Rồi, nằm đấy. Thế tí nữa, phải mút tí nữa. Rồi, nằm thế cũng được. Hợp lý. Vừa mơ ngủ vừa đớp cái mơ ngủ. Lạnh đấy, nằm ngủ mà không yên tức là lạnh. Nếu mà nó nằm mà nó đủ ấm thì nó sẽ nằm rất là yên. Nằm ngủ là nằm yên luôn. Nằm ngủ không yên là một là lạnh, hai là nóng. Xem nó dãy đạp nó chỉnh kiểu gì. Nó có nằm yên như này không? Sợ một tí đèn thì chiếu vào nó nóng. Con kia là vừa. Nó mà đúng đủ cái nhiệt độ hợp lý nhất thì nó sẽ ngủ yên. Đứa thì ra tì bụng mẹ. Đấy, ngủ yên rồi đấy. Hai đứa vẫn chăm chỉ cái man và hai đứa yên ổn chỗ nào. Chắc bắt đầu nóng rồi. Bắt đầu nóng rồi. Ok, quay cho mọi người xem cái mấy cái con chó con của Siro với Loki tiếp. Mấy hôm nữa thì chờ cho cái đàn con của Loki và Faye nó mở mắt hết thì lúc đấy thì mình sẽ quay một cái video cho mọi người ngắm cho con. Đây, con cái vẫn rất chịu khó kiếm ăn. Úi sợ, úi sợ, mơ giấc mơ gì mà nó ghê gớm vậy? Nó mơ giấc mơ gì mà nó phản ứng ghê gớm vậy? Nào, để xem ông ấy xong rồi ông đi đâu. Ông chui đi đâu? Rúc nách mẹ. Rúc nách mẹ.
Rút nách kiếm ti à? Không được, cho rút nách kiếm ti này là dễ bị đè lắm. Đâu, rồi. Nhưng ông ra đây ông nằm đây ông ngủ luôn. Được rồi, siro, con nó sạch rồi. Cho ông ra đây ông nằm đây ông ngủ luôn mới kinh. Thế nào? Ông ngủ luôn hay là ông sẽ ra đây ông tìm ti? Ngủ luôn. Chân vẫn còn cong đít này, nằm nghiêng hẳn ra mà ngủ. Có một tí phớt trắng ở ngực, lớn lên một tí nó sẽ bay hết. Đấy, ngủ luôn nào. Ok, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Nha, thôi, Siro nằm đây, Siro ngủ với con luôn đấy. Nha. Thank you and see you again.